Thưa quý vị và các đồng chí, với việc thử nghiệm thành công tàu pháo TT-400TP, nhà máy Z-173, tên giao dịch là Công ty Hồng Hà, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã ghi dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ mới thiết kế, chế tạo tàu chiến. Đây là một trong những kết quả cụ thể, chứng minh quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đối với việc đầu tư phát triển lĩnh vực đóng tàu quân sự nói riêng, xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng của đất nước nói chung. Những năm gần đây, công nghệ đóng tàu ở Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Trong xu thế đó, ngành đóng tàu quân sự cũng có bước trưởng thành nhanh chóng. Từ chỗ chỉ sửa chữa và đóng mới các loại xuồng, tàu vận tải phục vụ quốc phòng và kinh tế, các doanh nghiệp đóng tàu quân đội đã vươn lên, tiếp cận và từng bước làm chủ công nghệ đóng tàu tiên tiến. Nhiều chủng loại tàu được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm như tàu phục vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, tàu ứng phó sự cố tràn dầu, tàu tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tàu khảo sát đo đạc biển, tàu chở quân, tàu vận tải kết hợp quân y và các loại tàu vận tải xuất khẩu. Song, việc đóng thành công tàu pháo mới đây thật sự là bước phát triển đột phá có ý nghĩa quan trọng. Đó là lần đầu tiên Việt Nam tự thiết kế một phần và đóng mới tàu pháo TT-400TP. Một loại tàu chiến tích hợp nhiều hệ thống tự động hóa, có những đặc tính ưu việt khi hoạt động tác chiến trên biển. Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm đóng các loại tàu đặc chủng, nhưng khi được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đóng tàu pháo, nhà máy Z-173, tên giao dịch là Công ty Đóng tàu Hồng Hà, đã rất thận trọng, tính toán kỹ lưỡng, tìm phương thức, cách làm sao cho phù hợp với điều kiện và năng lực hiện có. Nếu tính riêng việc mua thiết kế toàn bộ và chuyển giao công nghệ của nước ngoài, sẽ mất hơn 10 triệu đô la. Phương án cuối cùng được lựa chọn, đó là chỉ mua thiết kế sơ bộ của đối tác, còn lại nhà máy tự nghiên cứu, thiết kế công nghệ. Với cách làm này, chi phí đã giảm hơn 90% so với mua của nước ngoài. Tàu quân sự nói chung, tàu chiến nói riêng có nhiều điểm khác biệt với các loại tàu thông thường, kể cả loại tàu có trọng tải lớn, đó là tính năng kỹ, chiến thuật. Thiết diện của tàu nhỏ nhưng bố trí dày đặc các thiết bị và điểm khác biệt cơ bản quan trọng nhất mà cũng chính là khâu phức tạp nhất của tàu chiến là phần tích hợp hệ thống vũ khí điều khiển tự động trên tàu, gồm hàng nghìn chi tiết của hệ thống radar dẫn đường, thiết bị thông tin chuyên dụng, thiết bị gây nhiễu và các loại vũ khí bắn hải, hải đối không, để trong tình huống tác chiến, các hệ thống vũ khí hoạt động một cách nhanh nhất, chính xác, an toàn nhất và tương tác chặt chẽ với nhau. Bên cạnh đó, tàu chiến còn có những yêu cầu cao hơn, khắt khe hơn về độ bền cơ học, về kết cấu và tính ổn định của thân tàu để chống được tải trọng động, tức là lực va đập, giật lắc mạnh, đột ngột của vũ khí khi tàu hoạt động tác chiến trên biển, trong điều kiện tốc độ cơ động cao ở những hoàn cảnh thời tiết khác nhau. Trên cơ sở thiết kế tổng thể sơ bộ, đội ngũ cán bộ, kỹ sư thiết kế của nhà máy đã phối hợp với chuyên gia ở các viện nghiên cứu trong nước, ứng dụng các phần mềm tiên tiến để triển khai thiết kế toàn bộ phần công nghệ. Các phần mềm HCS 4.0, SB3DS, thiết kế các hệ thống trong không gian 3 chiều. Phần mềm Ship Contractor được dùng để phóng dạng tuyến hình, tức là mẫu thiết kế thân vỏ tàu và hoàn thiện đầy đủ chi tiết các kết cấu của từng hệ thống, từ hệ thống vỏ, hệ thống động lực, hệ thống điện, thông tin liên lạc đến hệ thống vũ khí lắp đặt trên tàu. Với sự sáng tạo của các kỹ sư thiết kế, việc bố trí các khoang, buồng, thiết bị được sắp đặt đúng vị trí và phù hợp. Do tàu chiến đòi hỏi cần có tải trọng nhẹ, giảm lượng giãn nước của tàu, bởi vậy trong quá trình thiết kế, các kỹ sư đã chú trọng tính toán sao cho các chi tiết, cụm chi tiết có trọng lượng và kích thước ở mức tối thiểu. Ví dụ như thay thế vật liệu một số giá, bệ đỡ thiết bị cho nhẹ hơn, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng kỹ thuật, độ bền và sự hợp lý, thuận tiện khi thao tác vận hành. Đối với cái khó nhất của phần tàu ấy là việc phải giải bài toán có nhiều vật số sao cho công suất của máy cố định không thay đổi rồi, nhưng lượng giãn nước của tàu là nhỏ nhất và sức cản của tàu là ít nhất để đạt được vận tốc của tàu là cao nhất. Cùng với đó, nhà máy đã xây dựng bộ tài liệu công nghệ đóng tàu TT-400TP. Đây cũng là công việc khó khăn, phức tạp do lần đầu tiên xây dựng bộ tài liệu công nghệ này. Tuy nhiên,
trên cơ sở tiếp thu những công nghệ đóng tàu tiên tiến của các nước và kinh nghiệm khi đóng mới những loại tàu đặc chủng phục vụ quốc phòng và xuất khẩu. Nhà máy Z173 đã cho ra đời bộ tài liệu công nghệ hoàn chỉnh đóng tàu TT400TP, gồm công nghệ đóng phần thân vỏ, công nghệ gia công, lắp đặt các hệ thống động lực, thiết bị điện, thông tin liên lạc, thiết bị nghi khí hàng hải và đặc biệt là hệ thống radar, vũ khí, khí tài trên tàu. Trong quá trình đóng mới tàu TT400TP, nhiều phương pháp công nghệ tiên tiến được nhà máy áp dụng cho nhiệm vụ đặc biệt này, mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa quan trọng về công nghệ chế tạo. Đó là thực hiện đóng mới theo công nghệ mô đun chuẩn, nghĩa là đóng hoàn chỉnh theo từng khối, trong đó đã lắp đặt các trang thiết bị, sau đó đấu giáp tổng thể hoàn chỉnh. Ưu điểm của phương pháp này là giảm được rủi ro, sai hỏng khi lắp ráp, giảm thời gian thi công và tăng năng suất lao động. Đặc biệt, với việc lắp ráp các loại vũ khí khí tài trên tàu, một nhiệm vụ mới mẻ, đầy khó khăn và phức tạp, các cán bộ kỹ sư đã áp dụng công nghệ lắp ráp một cách sáng tạo. Vũ khí khí tài đều là những loại mới ở nhiều trạng thái khác nhau, do đó cần phải được kiểm tra, cân chỉnh trước khi lắp ráp. Trước những yêu cầu khắt khe về lắp đặt vũ khí mà độ rung sai chỉ được tính bằng những thông số cực nhỏ, các kỹ sư đã thiết kế công nghệ tạo mặt phẳng chuẩn kiểm tra trung tâm. Theo đó, tất cả các thiết bị trên tàu đều phải thông qua mặt phẳng chuẩn để kiểm tra độ chính xác và thống nhất tọa độ cả trước, trong và sau khi lắp ráp. Một thành công nổi bật nữa về công nghệ là trong quá trình thi công, nhà máy đã tự chế tạo một loại mỏ hàn riêng, đồng thời điều chế ra một hợp chất thích hợp để bọc phủ cách nhiệt và chống ồn trên tàu. Tàu TT400TP có rất nhiều thiết bị được đấu nối với nhau thông qua hệ thống cáp, dây dẫn các loại với tổng chiều dài đến gần 60 km và hàng nghìn đầu nối. Bởi vậy, việc nghiên cứu chế tạo ra mỏ hàn chuyên dụng và công nghệ hàn nối các đầu cáp, rắc cắm có kích cỡ khác nhau đã mang lại hiệu quả cao. Các kỹ sư cũng đã nghiên cứu thành công cách pha chế hợp chất dùng để bọc cách nhiệt phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Qua kiểm nghiệm, các chất bọc phủ bảo đảm độ kết dính và tiêu chuẩn cách nhiệt, chống rung, chống ồn tốt hơn, phù hợp hơn so với nguyên liệu nhập từ nước ngoài. Tàu pháo TT400TP có lượng giãn nước toàn tải gần 480 tấn, vận tốc tối đa 32 hải lý một giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý. Thời gian hoạt động liên tục trên biển là 30 ngày và có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 8, sức gió cấp 10, cấp 11. Kết quả thử nghiệm cho thấy tàu pháo TT400TP đạt các yêu cầu tính năng kỹ chiến thuật theo thiết kế. Trong quá trình triển khai đóng tàu, chúng tôi áp dụng các cái công nghệ mới và được giám sát chặt chẽ bởi đăng kiểm hải quân, áp dụng các cái tiêu chuẩn của đóng tàu quân sự và áp dụng một số cái tiêu chuẩn đóng tàu nước ngoài. Qua quá trình thử thì cho thấy các tính năng kỹ chiến thuật của tàu đạt được yêu cầu theo đúng như thiết kế. Việc lần đầu tiên đóng mới thành công tàu pháo TT400TP khẳng định năng lực của nhà máy Z173 nói riêng, ngành đóng tàu quân sự nói chung trong việc tham gia thiết kế và từng bước làm chủ công nghệ đóng tàu chiến hiện đại, thể hiện rõ tinh thần sáng tạo, lựa chọn được cách làm, bước đi phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước. Bởi lẽ, khi tự đóng được mỗi con tàu như thế này, sẽ góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách. Và điều quan trọng hơn là qua đó đã đào tạo, xây dựng được đội ngũ làm công tác thiết kế, chế tạo, làm nòng cốt để xây dựng tiềm lực con người trong lĩnh vực đóng tàu quân sự trong tương lai. Đây là những hình ảnh ghi tại cầu cảng của nhà máy Z173 vào ngày đầu tháng 8 năm 2011. Không lâu nữa, con tàu pháo TT400TP này, rồi tiếp đó là nhiều tàu pháo khác sẽ được đưa vào trang bị cho bộ đội hải quân. Với ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, thành quả này mở ra triển vọng mới trong việc tự thiết kế, chế tạo một phần, tiến tới thiết kế, chế tạo toàn bộ những con tàu có kỹ thuật công nghệ cao hơn, hiện đại hơn, góp phần tạo thế chủ động trong việc bảo đảm trang bị phương tiện, vũ khí, phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.